Xin chào các bạn, mình là Neil Cường Phạm và hôm nay mình sẽ có một clip rất thú vị chia sẻ về mô hình. Cách đây không lâu thì Neil có review cái mẫu mô hình Gundam Aerial phiên bản bootleg của các pháp sư Trung Hoa. Đây là bản thược màu cơ bản của nó. Và đợt này mình lại tìm thêm được một bộ mô hình nữa, cũng là về Gundam Aerial, nhưng mà đây lại là một phiên bản khác so với cái phiên bản cơ bản của nó. Nó có tên là Permet Cossix. Thì cái mẫu mô hình này thì sẽ có gì khác biệt so với cái bản chúng ta đã biết thì hãy cùng Neo khám phá trong video này nhé. Và không để các anh em chờ đợi lâu nữa, hãy bắt đầu thôi. Đây, về phần hộp của nó thì nó cũng có cái hình minh họa nó khác biệt hơn đối với cái bản thường nhé. Đây là hàng bootleg mà, thì nó sẽ không có logo Bandai và nó vẫn giữ cái tên Fighter Aerial và biết là phiên bản Permet Cossix để phân biệt với cái bản thường. Mà xung quanh thì nó vẫn có một vài cái hình minh họa như thế này. Mình thấy các hình minh họa này lại lấy hình của con bản thường nhé. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra này. Thì bên trong hộp thì nó cũng có đầy đủ các Pathrunner giống như là cái con bản thường kia, và đặc biệt là kể cả cái quyển sách hướng dẫn của nó nữa. Quyển sách hướng dẫn của nó thì cũng sử dụng ngay chính cái sách hướng dẫn của bản thường để sử dụng thôi, chứ không có cái gì đặc biệt cho cái này cả. Tại vì mình đã ráp cái con bản thường rồi ấy, nên là để cho tăng độ khó cho game thì mình sẽ cắt tất cả các part ra khỏi cái runner, xử lý ghẻ các thứ đầy đủ, sau đó thì mình mới lắp ráp lại giống như là chơi trò chơi Lego ấy cho nó thú vị hơn. Và bây giờ mình sẽ lắp ghép đầy đủ nhá, rồi lại review tiếp cho anh em ha. Và đây là mô hình Gundam Aerial phiên bản Permet Cossix Neo đã lắp ráp hoàn thiện rồi. Đây là cái hoàn thiện cuối cùng của nó sau khi mình đã ráp chay này, sau đó thì là kẻ panel line, rồi cuối cùng là cả dán đề can cho nó nữa để cho nó thành một cái phiên bản hoàn chỉnh như thế này, đầy đủ tất cả các bước. Vì tất cả những cấu trúc rồi cách thiết kế của nó đều giống hệt như là cái con bản gốc, thế nên là mình sẽ không nói về cái phần biên độ hay là những phần phụ kiện của nó nữa, mà video này Neo sẽ chủ yếu chia sẻ về những cái khác biệt giữa hai cái con để cho các anh em biết nhé. Đây, đầu tiên sẽ xem về cái phần ngoại hình, cái phần body của nó này. Thì về tất cả các thiết kế thì giống y hệt nhau rồi, không có khác gì cả. Chỉ có khác về, sẽ xem xét về mặt màu sắc trước nhá. Thì Aerial bản gốc này, mình sẽ gọi là con gốc đi, còn con này gọi là con Permet đi. Con bản gốc này này, thì nhựa của nó trắng hơn này. Các những cái part mà màu xanh này, màu đỏ hay là màu vàng ấy, nó sẽ sử dụng những cái màu tươi và xanh tươi, vàng tươi. Nó tạo một cảm giác màu cơ bản của cái con Gundam mà chúng ta biết, đúng không? Còn cái con Permet này thì cái màu trắng của nó ấy, nó không hẳn là màu trắng tinh mà nó lại hơi sẫm sợ, hơi tối tối một chút. Nó không phải là màu ngà hay màu vàng đâu, mà mình thấy nó giống như kiểu màu xám ấy, màu xanh xám và màu đậm hơn. Nói chung là sẽ là cái màu trắng nó tối hơn là cái màu trắng của con bản gốc nhá.
và kể cả màu xanh thế. Cái màu xanh của con này này không chỉ là khác màu nhựa mà nó có cả thêm cái độ bóng, cảm giác như là được sơn phủ một lớp bóng lên vậy. Nhìn trông cảm giác nó cũng có gì đấy cao cấp hơn. Cái phần màu vàng này thì lại là màu vàng xỉn, nó không được tươi vàng tươi như là cái con bản gốc này. Màu đỏ thế, màu đỏ sậm hơn. Đây hai phần chân này, màu đỏ cũng sậm tối hơn. Tuy mới đầu cầm nhìn riêng cái màu đỏ, nhìn riêng màu vàng thì trông cảm giác nó hơi lạ và trông nó cũng không được bắt mắt, nhưng mà sau khi mà kết hợp lên cả cái con này thì trông tổng thể nó cũng khá hài hòa, với tất cả nó sẽ màu đậm đều giống nhau mà. Và kể cả cái phần nhựa clear nó khác nhau nhé. Đây các anh em xem từ phần đầu này, nhựa clear của con này thì là sẽ làm màu xám clear, còn con này thì màu trắng và nó lại còn có những cái ánh kim tuyến lên nữa. Mặc dù là so với bản chính hãng Bandai thì đều là bị tối hơn nhiều, không nhìn thấy được rõ chi tiết bên trong, nhưng mà ở đây thì chúng ta có thể thấy là sự khác biệt của hai cái phần nhựa clear. Ở đây thì nó có cái ánh lên này. Đấy, nhìn được có cái ánh kim tuyến lên, nhìn trông nó cũng đặc biệt hơn. Và những cái phần effect ở bên trong nữa thì nó không phải là màu vàng đỏ giống như con gốc, mà nó sẽ là màu trắng xanh như thế này, kể cả phần đùi cũng như thế. Đấy, và phần backpack phía sau cũng thế nhá. Đấy, cũng màu nó cũng khác đi. Đấy, những cái phần màu vàng xung quanh này nó khác này. Đó, và đặc biệt nhất là những cái mà trong phần khung xương ấy mà có cái màu xám này này, thì ở phía bên này thì nó cũng là một màu xám, nhưng mà xám đậm hơn này, và mình lại thấy nó có độ bóng và cảm giác giống như là được sơn, giống như là cái màu gunmetal ấy. Mặc dù là tất nhiên chỉ là nhựa thôi, nó không ra được cái màu gunmetal, nhưng mà mình thấy nó có cái độ đậm hơn, nên là nhìn màu sắc của cái phần màu xám đậm này nó nhìn hay hơn là cái con bản gốc. Có một chi tiết mà không biết các anh em có để ý không, khi nhìn hai con này có thấy cái gì khác không? Để mình đến 3, 2, 1 xem các anh em có nhận ra không nhá. 3, ok. Nếu các anh em để ý kỹ thì sẽ thấy cái chân con này cảm giác nó dài hơn đúng không? Cảm giác con này nó cao hơn, còn con này cảm giác lù lù tịt tịt. Aerial này bị mệnh danh là kiểu của nữ đùi to mà. Đấy, nên là nó có một cặp đùi rất là to, mập và bạm như thế này. Và ở trên mạng thì có chỉ cho một cách để hack được chiều cao cũng như là kéo dài chân cho em nó. Đó chính là thay đổi cái pad C1 thành cái pad C2 nhé, và lại đổi ngược lại để cho đổi sang hai bên chân này này. Đấy, và cái góc của nó sẽ là hai cái chân này nó sẽ lên cao hơn, và giáp váy này nó sẽ chùm sang hai bên như này này. Lại đấy làm cho cái phần đùi của con này nó rất to. Đấy, còn cái bên này mình đã thay đổi và kéo cái phần chân này xuống nên là nó người nó dài hơn, và nhiều bạn thì bảo là chỗ này sẽ bị tạo thành cái khoảng hở ấy. Nhưng mà với mình thì cũng không phải vấn đề gì nhiều lắm, tại vì là sau khi mình thay đổi xong thì một là tăng lên chiều cao của nó và kéo dài chân nó ra, tạo cảm giác như là cái tỷ lệ nó trông nó cũng hài hòa và trông tự nhiên hơn, là cái con này trông cảm giác nó bị lùn lùn đụt đụt đúng không? Đấy, nhìn trông dài và tự nhiên hơn nhá. Bên cạnh đấy thì đến lúc mà mình gập bẻ thì nó cũng tăng thêm cái biên độ cho cái chân của nó được đá cao hơn nhiều này. Đấy, đá cao và đá thoải mái hơn rất nhiều luôn. Đấy, mình rất là thích về cái đấy. Nên là các anh em mà muốn thay đổi con này một chút để cho nó khác khác đi thì cũng có thể thay đổi cái phần pad này như mình nhé. Rồi tiếp đến so với màu sắc thì mình sẽ so về cái phần đề can luôn. Với cái đề can của con gốc thì nó sẽ có hai loại để mình chọn, sẽ là một loại mà sẽ có màu đen, một loại sẽ có màu. Nhưng với con này thì nó lại W kết lên, tức là hai cái đều giống nhau nhân đôi, và nó sẽ có những cái màu nó khác như thế này, và nó cũng được cái kiểu in phía mặt sau ấy, nên là nếu chúng ta nhìn vào phía mặt sau này thì sẽ thấy các họa tiết hoa văn nó được nổi lên để cho chúng ta lúc mà bóc cái miếng đề can này này và dán vào phía bên trong của cái pad clear, sau đó gắn lên con mô hình để nó tạo được cái hiệu ứng như thế này. Đây cũng là một cái công nghệ update mới, và cái đề can này mình thấy dán khá tốt, khá ok, không có vấn đề gì cả. Tiếp đến là cái con bản này nó lại còn được cho thêm một cái tấm đề can thường như thế này nữa. Đây, tấm đề can thường này thì nó sẽ có các chi tiết để mình dán được ở xung quanh ở trên thân con mô hình đây. Cái này là một cái hơn. Đây, nó có rất nhiều những cái chi tiết nhỏ để chúng ta dán để tăng độ chi tiết cho con mô hình, và nhìn con mô hình trông nó cũng thú vị hơn. Với cái này thì mình không tìm được cái hướng dẫn dán cái này, nên là đây thực sự là đúng là theo tổ tiên mách bảo, và cũng xem tất cả những tư liệu nó như cái na ná thôi, thì các anh em nếu có thì chia sẻ với mình nhé. Còn mình đây là chỉ dán theo đúng là theo sở thích thôi, cứ có cái nào mà mình thấy nó hợp thì mình dán vô.
Còn bên cạnh đấy thì nó còn cho thêm 8 cái hình ở đây nữa. Nó hơi to, dán lên trên mô hình chắc là không vừa chỗ nào cả. Thì cái này chúng ta có thể dán linh tinh ở đâu cũng được, dán trên base hay là dán trên hộp tùy chúng ta ha. So tiếp về phụ kiện này ha, sẽ là cái vũ khí của nó. Thì ở đây sẽ là hai cái khẩu súng của con Permet và của bản thường. Thì hai con thì về kết cấu thì giống nhau thôi, nhưng mà về màu sắc thì khác biệt khá nhiều đấy. Cái con bản Permet này nhá, một là cái màu xám của nó sẽ là màu xám tối và nó có ánh bóng lên, nhìn trông rất là đẹp. Còn cái của cái con bản thường này nó chỉ là một cái màu xám nhạt và nó trông rất là nhựa, rất bình thường thôi. Của con này mình có cảm giác nó có cái độ bóng nên là nhìn trông nó cũng cao cấp hơn. Bên cạnh đấy thì cái phần nhựa clear này thì nó sẽ ở đây sẽ là màu nhựa clear màu xanh dương, còn ở đây sẽ là màu nhựa clear màu xanh lá cây để cho nó có khác biệt hơn. Cùng chung runner nhựa clear, thế nên là với những cái effect beam kiếm này thì nó cũng thay đổi màu theo. Đây của con bản gốc thì sẽ là màu xanh dương và của con bản Permet sẽ là màu xanh lá cây như thế này, trông cho nó lạ hơn. Và đến lúc chúng ta chiếu ánh sáng xanh vào ấy thì cái phần màu xanh lá cây này nó hiện lên sáng rất là đẹp luôn. Phần phụ kiện tiếp theo đó chính là cái khiên của nó. Đây, hai cái khiên của hai con nó cũng chỉ khác nhau về màu sắc thôi. Và cái con này thì sẽ sử dụng cái màu xanh đậm hơn này và màu trắng màu tối hơn. Và nó có thêm một vài những cái chi tiết dán đề can nữa để tăng thêm độ chi tiết, chủ yếu khác nhau về màu sắc. Và còn về cái lắp ráp thì độ cứng cáp của nó thì mình thấy là tương đương nhau. Mình cũng đã lắp ráp và không thấy bị rơi rụng gì cả, cả hai cái đều rất là chắc chắn nhé. Cái cuối cùng có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất của hai con này, và con này cũng cảm giác đáng tiền hơn rất nhiều, đó là cái base. Cái con bản gốc chỉ cho được một cái base rất là lởm, rất là vớ vẩn, nhựa vớ vẩn như thế này, màu đen, sống rất là cơ bản bình thường. Con em này lại được cho nguyên một cái tấm như thế này các bạn ạ. Của cái này thì nó sẽ bao gồm đầu tiên là một cái base thường như thế này này. Đấy. Sau đó thì nó thêm được một cái tấm nhựa clear màu xanh dương như thế này nữa, có ánh kim tuyến ở trên. Và đặc biệt nhất là sẽ có tặng thêm miếng dán, đây là kiểu đề can cà, dán cái tên của cái bộ phim và The Witch for Mercury ấy, mà bằng tiếng Nhật. Cái này là một cái mà mình thấy rất giá trị, tại vì trông nó rất là đẹp luôn. Cái độ cái dán vào mà nó còn có ánh bóng mà kiểu cái màu bóng chuyển màu của nó ấy, rất là đẹp. Đấy, chủ yếu mà mình thích cái bàn này vì nó có những cái tấm như này. Và để cho con mô hình đứng lên thì chúng ta bắt buộc phải dùng cái loại dùng cái loại base lởm này mới cắm vào được nhá, cái base xịn của Bandai không được đâu. Đấy, cắm vào và sau đó sẽ cho con mô hình lên đây. Nhưng mà nó cũng có một cái vấn đề nho nhỏ nữa là nếu mà mình sử dụng cái mà phần này này là của cái base lởm ấy thì cái con mô hình đặt lên nó rất là lỏng lẻo luôn. Đây, đặt lên đây và con mô hình này nó đứng không vững chắc chút nào cả, rất là chán luôn ấy. Đấy, thế là mình đã phải lại cái miếng này thì lại dùng của hàng xịn hơn một tí. Đấy, thay cho cái lởm này bỏ đi. Đấy, lắp đây và lắp lên cái con mô hình đấy thì ít nhất như này thì nó còn cứng cáp một tí này. Đấy, nó còn đỡ bị lủng lẳng như cái con kia. Đấy, thì sau khi lắp hai con này lên thì chúng ta sẽ có hai cái con mô hình Aerial cho hai cái trải nghiệm khá là khác nhau. Và cái mà các anh em quan tâm khi mua một con bootleg đó chính là cái chất lượng của nó như thế nào, đúng không? Cái trải nghiệm khi lắp ráp cái con mô hình ở bản Permet này thì so với cái bản của con cũ như này thì sao? Cái con cũ này thì mình cũng đã phải khuyến cáo cho các anh em khá nhiều rồi là nó khá là nhiều lỗi và phải fix nhiều, nếu không thì đặc biệt là cái chỗ ở khớp cánh tay này, nếu không thì dễ toang với khớp cánh tay này nhất này. Và tiếp đến thì cái phần chỗ cổ tay này thì lại rất là lỏng luôn này. Đấy, và khá là nhiều vị trí là Neo đã phải fix con này nhá. Ví dụ như là nó hay bị rơi rụng ra này. Và chia buồn với các anh em là cái con bootleg này nó cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu đâu. Về chất lượng nhựa của nó, thứ nhất là cũng khá là chán luôn. Và mình cũng đã phải fix rất là nhiều. Bắt đầu từ phần đầu đã phải fix rồi. Đây, như cái phần đầu nhá, là lúc mình ấn vào là nó không vào khít được này. Và cố gắng ấn nhưng nó vẫn hở một cái phần rất là lớn luôn. Đã phải cắt gọt phía bên trong rồi nhưng không được. Và cuối cùng mình đã phải dùng đến biện pháp là chít keo vào cái vị trí cái đầu của nó, xong rồi ấn chặt vào để cho nó giữ chặt được. Đấy, cái đấy thứ nhất nhá. Thứ hai là cái phần cái pad clear ở phía dưới ngực này của nó cũng thế. Nó cũng rất là lỏng lẻo luôn, đặt vào mà nó không găm vào gì cả. Cuối cùng lại phải chít keo. Và cái phần trên này cũng thế, lúc mà ấn vào là nó cứ lùng bùng ra, nó không vào luôn được, nên là tiếp tục lại keo nữa. Nói chung cái mô hình nào mà mô hình lắp ráp mà lại phải dùng keo là chán rồi, là vớ vẩn rồi. Đấy. Tiếp theo là nó vẫn sẽ bị một số lỗi giống như cái con bản gốc, là cái phần khớp khỉu cẳng tay này rất là cứng, các anh em phải xử lý phần chốt này đi nhá.
có một cái tốt hơn là cái phần cổ tay này thì nó được cái cứng cáp hơn một chút thì là ok. Đấy. Và rất là nhiều các vị trí chúng ta sẽ phải xử lý trước khi mà lắp ráp để cho nó không bị quá cứng và để về sau nó không bị gãy khớp nhé. Được cái là tại vì nó cứng và chúng ta chỉ cần xử lý đi một chút thì sau khi đến lúc lắp ráp xong thì cái con mô hình nó lại khá là cứng cáp đối với mình. Đấy, mình đã có kinh nghiệm chỉnh sửa rồi ấy, nên là mình để nó fit ở cái độ cứng vừa phải. Nó rất là, bây giờ thì nó rất là cứng cáp. Đấy, và mình thích cái độ cứng này của nó này. Đấy, cứng này rất là ổn và để tương lai lâu dài thì nó sẽ không bị lỏng ra. Đấy. Đấy, các anh em sẽ cần phải chỉnh sửa cho em này rất là nhiều. Nhưng mà sau cuối cùng thì về cái phần màu sắc thì mình thấy khá là thích. Vì cái màu sắc này nó trông nó lạ hơn so với cái bản thường này. Tức là bản thường, nhìn lại bản thường cảm giác nó kiểu bị nhiều màu sắc tươi tắn, trông lại hơi bị trẻ quá ấy. Còn con này thì nhìn màu khá là đậm, lại còn có cái phần để can nữa, nên là trông nó già dặn hơn khá là nhiều nha. Ok, vậy là mình đã vừa review xong em mô hình Aerio phiên bản Permet Corsix và so sánh nó với bản gốc Aerio, một con mô hình mà nó có cái sự khác biệt về màu sắc và nó cũng có một chút khác biệt về cái cảm giác trải nghiệm khi lắp ráp, cũng tạo thêm một cái phần lựa chọn thêm cho các anh em. Với mình thì là mình thấy con này nó lợi hơn rồi đấy. Ngoài là cái phần lắp ráp giống nhau nhé, thì nó có thêm khá là nhiều thứ khác, kiểu như là đề can này, lại còn có một cái bay rất đẹp như thế này nữa, là đáng tiền hơn là cái con bản gốc này đấy. Thế còn các anh em nghĩ thế nào thì hãy chia sẻ dưới phần bình luận để cho Neo được biết nhé. Và nếu các bạn thấy clip này hữu ích thì nhớ like và subscribe để không bỏ lỡ những video trong tương lai của Neo Cờ Phạm nhé. Cảm ơn các anh em và hẹn gặp lại. Bye bye!